Sắp ra mắt một mẫu màn hình giá rẻ, vừa có thể phục vụ nhu cầu văn phòng, vừa có thể chơi game với tần số quét 75Hz. LG 27MP60G là mẫu màn hình mình đang nói đến. Phần thiết kế và hình thức thì trọng lượng của màn hình rất là nhẹ, chỉ 4,4kg, do hầu hết phần khung ngoài được làm từ nhựa cứng. Phần mặt sau có tích hợp chuẩn VESA để có thể thay đổi được chân đế nếu như các bạn muốn. Chân đế có sẵn và được thiết kế hình chữ V đơn giản, tiện dụng và nhẹ nhàng. Thêm vào đó còn giúp tiết kiệm diện tích khi đặt màn hình ở trên bàn khá nhiều. Bốn viền màn hình đều siêu mỏng, ăn nhập với thiết kế tổng thể và theo kịp xu thế hiện tại. Màn hình sẽ là màn hình 27 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tỷ lệ màn hình tiêu chuẩn 16:9, độ sáng 250 nit, NTSC 72%. Với hầu hết các thông số đều đạt tiêu chuẩn thì sẽ giúp hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng nhất định. Hình ảnh của các bạn cũng sẽ có chiều sâu hơn, màu sắc cũng sẽ tươi tắn hơn. Góc nhìn màn hình rộng lên đến 178 độ, cho phép các bạn có thể nhìn được màn hình ở mọi góc độ mà không lo hình ảnh bị biến dạng. Một số chế độ của màn hình mà các bạn có thể sử dụng như là chế độ chia màn hình của LG cực tiện lợi khi các bạn có thể xem nhiều nội dung xếp vào cạnh nhau. Thiết lập màn hình chia làm 2, làm 3, thậm chí là 4. Đây sẽ là ưu điểm lớn trong các buổi học, làm việc online tại nhà hoặc là cần làm việc trên nhiều cửa sổ. LG cũng có thiết lập sẵn chế độ đọc sách, chế độ xem phim. Thì khi thực hiện các thao tác, màn hình sẽ điều chỉnh nhiệt độ màu sắc và độ sáng tương tự phù hợp đối với mắt người dùng. Đối với nhu cầu gaming thì sẽ có các thiết lập như là Game Mode Setting và AMD FreeSync cùng với tính năng giảm độ trễ Dynamic Action sẽ giúp các bạn trải nghiệm game tốt hơn, phản ứng nhanh hơn trước đối thủ. Chức năng tăng cường ánh sáng ở những chỗ tối cũng sẽ giúp game thủ có thể quan sát tốt hơn và chức năng thiết lập điểm ngắm bắn cố định ở chính giữa đối với những tựa game bắn súng. Chế độ lọc ánh sáng xanh và chống nháy hình sẽ giúp hạn chế sự mỏi mắt khi các bạn nhìn vào màn hình quá là lâu và kéo dài thêm tuổi thọ của màn hình. Phần điều chỉnh màn hình thì sẽ có duy nhất một nút joystick phía dưới để cho các bạn cài đặt. Cổng kết nối thì sẽ gồm có cổng VGA, cổng nguồn, một jack tai nghe, một cổng DisplayPort và một cổng HDMI. LG 27MP60G là một trong những mẫu màn hình sẽ được LG ra mắt trong thời gian sắp tới. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy cho chúng mình biết ở trong phần bình luận nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.